bàn ghế Nghê Bảo Đỉnh bằng chất liệu gỗ gõ đỏ cột 12. Vâng, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám nhé. Trên màn hình hiện tại quý vị là một bộ bàn ghế Nghê Bảo Đỉnh bao gồm 6 món và chất liệu là gỗ gõ đỏ tay 12. Thì đây trên này là tổng thể của bộ sản phẩm, chúng tôi đã vừa hoàn thiện xong phần mọc rồi. Quay lại cũng như giới thiệu chi tiết đến quý vị khách hàng. Bộ được cục làm rất là đẹp. Được chạm là theo mẫu là mẫu Nghê Bảo Đỉnh. Phía bên trái này hiện tại là hai chiếc ghế nhỏ. Đây quý vị có thấy sản phẩm thì là vẫn còn đang nguyên phần mọc. Bên trong mọc quý vị thấy được đây là Nghê Bảo Đỉnh. Đây phần tay này cũng là được đục chạm nghê, là đục thủ công bằng tay nhá quý vị nhá. Bộ này là đục thủ công bằng tay. Dáng ghế rất là đẹp, tôi mọi người thấy cái dáng ghế rất là đẹp. Còn đây là chiếc ghế ở bên trong. Đó, quý vị thấy trường ghế là được thủ công bằng tay 100%. Nó rất là có hồn. Quý vị thấy là gỗ gõ đỏ. Gỗ gõ đỏ thì những cây gỗ gõ đỏ mà những cây già này nó thường là nó sẽ có vôi. Gỗ quý vị thấy nó bị hóa vôi đấy, là do cây gỗ nó già nó sẽ hóa vôi. Vì sản phẩm còn nguyên mọc khi hoàn thiện lên thì những cái vân gỗ này nó sẽ nổi lên quý vị nhé. Do đây chúng tôi để mọc vẫn chưa hoàn thiện, chúng tôi mới lắp mọc xong thôi. Tôi quay lại giới thiệu đến quý vị khách hàng. Đấy là hai chiếc ghế con. Giữa là chiếc bàn. Chiếc bàn này cũng bàn là mặt liền một tấm. Và bên này là ghế dài, băng dài. Vang dài này có kích thước là khuôn tranh là 1m9 và phủ bì là 2m. Giá ghế nó rất là đẹp. Cái tay ghế rất là dẻo. Bộ ghế này thì gọi là nghê phượng. Đó, một số những bộ khác là chúng tôi là đục là nghê rồng, nghĩa là hai bên là hai con rồng. Như vai này là giữa có nghê đỉnh và hai bên là phượng thì gọi là nghê phượng. Phần vách này là vách của mẫu ghế Nghê Bảo Đỉnh, vách to. Mọi người có nhu cầu thì có thể liên hệ với xưởng Đồ Gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 51086, và cơ sở chúng tôi có địa chỉ tại Văn Phúc, Cẩm Khê, Phú Thọ nhé. Đây phía bên trong là xưởng sản xuất chúng tôi, bên ngoài đây rất là nhiều đồ đạc đang bày đây. Tôi sẽ để hình ảnh chi tiết của sản phẩm này ở dưới đường link mô tả dẫn tới website đồ gỗ tùng tám.com, quý vị được xem thêm được chi tiết hình ảnh sản phẩm ở trong website. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip khác nhé.